Hey, cô chú anh chị thấy không? Trong cái thùng đó là con vợ cao su lấy từ bên Nhật về, hàng chất lượng loại một luôn. Cho là anh Hiếu là chỉ có ăn ở nhà là sử dụng con vợ này là khỏi bệnh luôn, khỏi đi mổ này. Cầm bao bà nội ơi. Chiêng 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 chiêng, tèn 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 tèn. Hình như không phải của Nhật. Đây là mình chơi hàng Nhật. Sướng không? Mới, đẹp. Tổng vị trí thiệt hại của bên phía chị Tiên Trần tính đến thời điểm ngày hôm nay thì Lực Tàn sẽ hạch thu lại cho bên phía chị để chị nắm bắt, và bà nội với anh Hiếu ở đây luôn ha. Dạ, xin chào cả nhà thân thương. Thì lời nói đầu tiên cho phép Lực Tàn được gửi lời chúc đến quý ông bà cô chú anh chị có nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hiện tại bây giờ Lực Tàn đang đi trên đường nha cô chú anh chị, là một cái nhiệm vụ cực kỳ cao cả, là cái nhiệm vụ là đổi đời cho cụ bà bán nội tạng. Trong clip trước thì cô chú anh chị cũng đã thấy rằng là Lực Tàn đã tiến vào điện máy xanh và mua tất tần tật những cái thứ đồ quý giá nhất ở trong điện máy xanh để mang về phòng trọ để phục vụ cái cuộc sống của cụ bà và anh Hiếu. Thì ngày hôm nay một cái nhiệm vụ cao cả nữa, đó là những cái phần quà thực tế nó có về được đến phòng trọ của nhà bà cụ hay không. Thì Lực Tàn đang đứng để chờ nhân viên của điện máy xanh, để nhân viên của điện máy xanh sẽ chở những cái mặt hàng đó vào bên phía bên trong phòng trọ của nhà cụ bà để đặt vào những cái vị trí thích hợp nhất, đạt tiêu chuẩn nhất để cho cụ bà sử dụng nha cô chú anh chị. Sau đó có một con vợ giả rồi cho anh Hiếu nữa. Cái đó mới là cái điều quan trọng. Khi mà tịnh dưỡng, an dưỡng ở nhà thì cần đến một con vợ giả để mà xử lý cái vấn đề về tâm sinh lý, để cho cái phổi nó nhanh lành nè cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị theo dõi, theo chân của Lực Tàn để biết được rằng là những cái món hàng ngày hôm nay là những món đồ gì và với giá trị như thế nào, đặc biệt là nó đẹp như thế nào, nó sang như thế nào. Có rất là nhiều cô chú anh chị nói xuống, nó tới, nói lui, nói ra, nói vào, để những cái ý kiến bình luận nó không đạt tiêu chuẩn, nói rằng đừng giúp cụ bà hay này kia. Nhưng tinh thần làm việc của Lực Tàn là mỗi khi ai mà xuất hiện ở trên kênh của Lực Tàn rồi á là phải đổi đời nha cô chú anh chị, phải đổi đời đó. Nên là Lực Tàn sẽ làm hết sức mình để mang lại những cái niềm vui, những cái tiếng cười đến cho bên phía những cái nhân vật. Mặc dù là anh Hiếu vẫn đang chịu cái nỗi đau, vẫn chưa được mổ, nhưng với những cái động lực cực kỳ lớn này thì khỏi mổ xương cũng lành luôn nha cô chú anh chị. Có rất là nhiều hoàn cảnh nữa đang chờ đợi Lực Tàn ở phía sau, nhưng cô chú anh chị hết sức chờ đợi. Khi Lực Tàn đang làm một cái công việc gì rồi thì Lực Tàn phải làm cho xong, làm hoàn thành để không phụ lòng các cô chú mạnh thường quân, đặc biệt là trong đó là có chị Tiên Trần, chị Tiên Giáng Trần đã xuất hiện. Thì tất cả mọi thứ đều là sẽ vào một cái quỹ đạo ok, number one, ok con gà đen cho cô chú anh chị. Bây giờ không nói liên thiên nữa, bây giờ Lực Tàn sẽ đi ra đón con vợ hai của anh Hiếu về để sử dụng cho anh, để cho anh Hiếu sử dụng. Quên, nói lộn, Lực Tàn không sử dụng mà anh Hiếu sẽ sử dụng, tại vì Lực Tàn có vợ rồi. Đó là nó chết chết rồi cô chú anh chị nha. Điện máy xanh đến đây rồi, bây giờ Lực Tàn sẽ đi ra đón họ. Cô chú anh chị đồng hành cùng với Lực Tàn, nhớ nhấn cho Lực Tàn cái like trước, ủng hộ cho Lực Tàn mạnh, bình luận ở bên dưới vào. Cảm ơn cô chú anh chị nhiều. Đây là nhân viên của điện máy xanh đây rồi nha cô chú anh chị. Còn vợ đó, còn vợ đang nằm trong cái thùng bự kìa. Anh chở vợ hai cho nhân vật đúng không? Đi theo em anh, để máy xanh ha. Đây cô chú anh chị ơi, đến đây rồi. Quay lại anh ơi. Ra đón cái con vợ hai của anh Hiếu mà hồi hộp ép tim quá cô chú anh chị. Đấy, Lực Tàn đang ho đấy, đang bị thương á, lâm thể đang bất an. Nhưng mà có cái tin vui này là ok, năm mà quan rồi, không có vấn đề gì xảy ra nữa. Cứ có cái động lực, cứ có cái niềm vui là chơi tới luôn nha cô chú anh chị. Cấp báo, tình hình trong tình hình, đến rồi, đây anh ơi, chạy thẳng đây luôn anh. Trong cái giải phòng trọ trong này. Rồi, qua luôn. Ok, vợ giả đã về, vợ hai đã về, Hiếu ơi. Đi thẳng vào trong cái chị đang đứng đó. Vợ giả đã về rồi, vợ giả đã về rồi cô chú anh chị ơi. Ôi, quá tuyệt vời luôn, ngầm vang khu vực luôn. Được tàn đi đến đâu là tan nát hết cô chú anh chị, ầm ầm luôn cả khu vực, để cho người ta ngủ người ta chịu chết. Cô chú anh chị thấy không, trong cái thùng đó là con vợ cao su lấy từ bên Nhật về, hàng chất lượng loại một luôn.
Đó là anh Hiếu là chỉ có anh ở nhà là sử dụng con vợ này là khỏi bệnh luôn, khỏi đi mổ này. Cấp báo bà nội ơi. Anh mới đi lấy thuốc về. Hả? À, đấy à. Con mua hết tiền mổ anh Hiếu rồi đó, mua cả vợ giả, mua cái các thứ tùm lum hết rồi. À. Phòng trống này ha. Mới đi vô đây. Dọn hết rồi ha. Dọn hết rồi. Mới đi lấy thuốc về nó uống à. Lấy thuốc về uống. Lấy thuốc lên tới trạm xá Tân Mai rồi mới lấy được. Bị ra phường này nó chỉ lên đó. Lấy ta cho mượn một tháng thôi. Cho mượn thuốc rồi một tháng. Một tháng uống hết một ký thuốc không? Thì ta đâu uống buổi sáng 5 viên à. Ta cho mượn một tháng. À, ta cho mượn một tháng mà người ta nói để làm có bảo hiểm xong rồi kẹp cái hồ sơ để vô người ta mới ấy tiếp. Mua bình ga mới nha Lộc, ở nhà có bình ga rồi. Có bình ga rồi hả? Có dây chưa? Đổi, không có dây. À, về bảo mua cặp dây vào đây cho em. Đây, đây là cái chứa đồ cho bà nội. Ôi giờ đang khui. Con vợ giả, anh Hiếu đâu rồi, chuẩn bị tinh thần đón vợ giả. Coi điện cho các thằng đổi ga vô kìa. Đó. À, có cái số đó ha. Có cái tờ giấy ngay cửa nè. Rồi rồi, để tí nữa cho mấy anh này lắp xong đi chứ phòng trọ nó chặt quá rồi. Mấy anh chui không vô nữa đâu. Đấy, bà nội vô chim ngưỡng nhanh. Con dâu. Con dâu này được chưa? Được chưa? Không được thì để biết đường đổi. Hàng xịn luôn. Con dâu ở Toshiba ở Nhật về lắm. Bật điện lên. À, 40 năm cuộc đời của anh Hiếu. Em ơi, 40 năm cuộc đời ngày hôm nay là có con dâu đẹp. À, có con vợ đẹp như thế này. Đó, cô chú anh thấy không? Hàng inverter là hồi nha, tiết kiệm điện. Toshiba chính hãng luôn. À, đặt góc đó luôn ha bà nội ha. Tôi lại là góc đó luôn ha. À, để cá rồi đem ra hết à. Ai chà, dọn hết ở đây rồi nè. À, đây đây, hàng này đem về bên bên Mỹ cho anh hai để anh hai trưng bày nè. Anh hai trưng bày cho các cái nhà bác sĩ học, khảo cổ học, y sĩ học, cái gì? Lịch sử học thiết kế ra cái tủ như thế này, giống như bên Việt Nam. San Yo. Trên lạnh dưới không lạnh. Để cho mà chị sửa hết mấy trăm ngàn rồi đó. Vâng. Em tính là đem này sang Mỹ để cho các cái nhà mà thiết kế tủ lạnh hay là họ sẽ thiết kế cái tủ lạnh y chang như thế này để đỡ tốn điện. À, đây cá này. À là chuyển sang bên này hả? Chuyển sang này có vướng ở chỗ của bà nội nào không? Đâu, không có vướng, hình như liệu cá dễ sát gì đó thì bên dưới nó có chân đúng không anh? Anh vặn chân cho nó cân bằng này. Ủa tủ lạnh này không có chân kê hả? Cái đế kia là mình mua riêng đúng không? À, nhưng mà không cần, nó tại vì nó có chân ở dưới rồi cả, mình vặn chân cân bằng là được đó. Ba tiếng mới cắm điện rồi hả? À, tivi thì chắc treo chỗ khung này, treo thấp thấp. Đây là anh Hiếu nằm trên giường nó coi được luôn ha. Bà nội nằm đây coi được luôn. Chà, nhà sao đinh nhiều dữ không? Người ta ở cũ, người ta đóng trông gai. Không, làm vậy nè, cái giường quay lại đi, gắn cái tivi đi cho nó tiện. Cái chỗ đó mình nấu ăn nó uống á, nó ấy không có. Không. Gắn cái tivi ngay đây nè. À, chị biết chọn phong thủy đi. Quay cái giường lại rồi gắn cái tivi ra đây. Quay cái giường về hướng nào? Quay cái giường, quay cái đầu về hướng này là nằm góc đây, quay rồi gắn cái tivi đi nó tiện hơn không? Tức là quay đầu về đây, gắn tivi vô bờ này. Ờ đó. Là bà nội nằm đây, ngước gật lên coi luôn. Ừ. À. À bên đó có ổ điện không? Không có ổ điện. Chưa có ổ điện này. Cắm điện phải bắt điện rồi. Cắm tivi sao cắm? Mà gần quá gắn nó thì em thấy gắn đây hay hơn á. Gắn được cái sợ mà sợ mình gì? Nấu ăn ít mà, đâu có ấy đâu, cắm cái đó đi. Nấu ăn thì đâu liên quan gì, cách xa mà cả 2 mét thôi gì. Nay có bếp xịn rồi, đâu có để con sắm luôn cho cái lò hút khói thì đâm ra ngoài. Treo đó đi, treo đây đi, treo đây thì đừng treo bên đây, treo bên đây mà quay ngược giường lại, nằm trên đây cũng ngước đầu lên gần quá cũng không coi được đâu. Đó, gần quá, hai mắt. Rồi tiến hành mắt bên này cho em. Nhất là gắn lên bức tường này nha. À, tivi là tàng mua hãng shop luôn nha cô chú anh chị, của Nhật luôn, hàng 32 inch. À, bắt giá treo tường luôn.
nhân viên họ sẽ bắt cho mình. Chỗ, cho nên nó ra đi qua bắt cái tivi cao cao lên. Không, chút nó bắt nó nhổ rồi đi. Còn bên phía mạng. Mạng có số có việc theo không? Có số việc theo không? Mấy chú. Chị bắt wifi là của ai? Không có liên quan bên mạng. Không, gọi bên Viettel á, nó bắt mạng mới nặng. Thì bên Viettel á, xài Viettel cho nó mạnh. Ừ. Mà con có số Viettel không? Con không có. Loại cái nó vô nó mắc nhanh không ạ? Máy mẹ đây. Để chị biết chị tìm. Cái gì chứ chồng tìm không được chứ cái đó chắc tìm nhanh. Hỏi vòng cái nè, có ai xài mạng rồi đó xin số. Cái này bữa con đăng ký việc theo cho bạn. Đâu, cái này là Mobi. Sim nó liên quan gì đến mạng? Mạng Wi-Fi nó khác, mạng internet nó khác. Đó, cô chú thấy là cái TV bóng bẩy không? Và đây là cái tủ lạnh nè. Tủ lạnh này là khá là bự. Bự trong cái dàn trung trung của gia đình xài đó cô chú anh chị. Cùng ngăn trên ngăn dưới nước đá. Thương bữa nay đi công việc rồi bà, đi với trai rồi. Bên dưới rất là nhiều ngăn. Và hàng inverter này là siêu tiết kiệm điện nha cô chú anh chị nha. Hàng đời mới nhất luôn. Hàng đời cũ nó rẻ hơn cái này mấy trăm ngàn á. Đời mới nhất nó mắc hơn, tàng lấy cái đời mới nhất luôn. Nó to hơn. Toshiba. Đây, bóc cái này ra. Người ta làm tem chống trầy luôn. Bóc này ra cho thấy cái hình thương hiệu ha. Đấy, chú thấy không? Bóc tem. Chiang chiang tang 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 tang. Đó. 190 lít. Quá đẹp. Cao to đen hôi lắm luôn, nhiều râu, đẹp trai. Này bên Nhật cho nên là cũng không phải là đen hôi nha cô chú anh chị, nó chỉ cao to thôi. Cao to. TV shop này là cũng của Nhật luôn đúng không anh? À, tính mua cái Copper với lại cái TCL nhưng mà mấy hàng đó hình như không phải của Nhật. Nên là mình chơi hàng Nhật. Thái Lan ha. Không có thằng nào qua hàng Nhật này hết đâu. Tính mua cái Sony hay là cái Samsung nhưng mà nó nét quá, thấy tất cả mọi thứ sợ anh Hiếu anh thèm cho nên là thôi mua cái Sharp đi. Ha. Như vậy là được rồi. Bữa nay tinh thần em tính mua con vợ nhưng mà nó chưa có, thôi để bữa khác rồi em mua con vợ cho anh nhá. Để khi nào mà mổ được hàm khỏe rồi em mua con vợ sau ha. Tính mua con vợ về luôn bữa nay luôn nhưng mà nhà hơi chặt rồi. Bắt cái này Lực Tàng cũng đã có đôi lần Lực Tàng bắt rồi nha cô chú anh chị, nhưng mà Lực Tàng bắt mua. Người ta vô bây giờ luôn á, nó bắt nhanh không ạ? Bắt cái là có mạng coi luôn. Cái xe về đúng không? Là gọi điện cho cái mấy cái cửa hàng ra trên cửa sổ đây đúng không? Đây nè, đây chỗ này nè. Đây đưa điện luôn cho người ta chở bình ra vô. Cái máy đây. Chở vô thay đổi cái bình nhà bên chị. Rồi mình bảo người ta mang thêm một cái dây ga cái đó ra vô ha. Đấy cái bộ tốt chút mang vào đây để không có gọi đây để em nói chuyện. Rồi cái giá thành hợp lý như thế nào? Bếp ga thì Lực Tàng mua hãng Sinhao đây rồi cô chú anh chị nè. Cũng trong điện máy xanh hôm qua Lực Tàng đã chở về đây rồi nè. Là tí nữa là bên ga là có bình rồi, không cần phải mua bình, cũng đã tốn bình. Mình chỉ lấy tí là đổi ga xong đó rồi mình dùng dây ga gắn vào đây và đặt lên đây cho bà nội bà nấu thôi. Đó, phòng trọ dọn ra hết rồi. Đi, đấy, thay. Chị biết kìa, bắt cao chừng nào kìa. Nhìn theo đúng tầm mắt thì chắc là đắt ngang bằng cái dây điện này thôi. Đó, đúng không? Tầm này lên là nó tầm đây lên nè, Quý nằm vậy nè. Có cao quá không? Cao quá không? Mày nằm xuống mày nhắm nữa rồi.
cho cái mặt trên của cái tivi bằng cái dây điện này là được rồi. Mới cho tivi nó ngang. Từ đó xuống đúng không? Ờ à, đó. Từ đó xuống đúng không? Ừ, từ đó xuống. Rồi. Đấy, ngồi giường coi luôn, sướng chưa? Ông nội đó. Ông nội là lên là sệt. Ông nội 60 năm cuộc đời. Run hay hồi hộp hay gì bà nội? Lần đầu tiên có MTV hả? Do bà nội bà cứ nhìn ngồi nơi cửa sổ đây nè, ngồi nơi cửa này nè, nhìn ra ngoài đường cho nên là chị tin Trần chỉ thấy đó, cho nên là chị nói mua cho bà nội cái đó. Ngày hôm qua được thằng đặt hàng rồi nhưng mà sáng ngày hôm nay là bên phía kịch điện máy xanh. Mở nãy được giờ quên này. Điện máy xanh họ mới chở vô đây rồi chú anh chị. Bấm mở rồi bấm sau. À, coi à. Đi đâu mà về gấp gáp vậy chị? Trả xe cho bà. À, xe của chị ấy đây hả? Đổi lại rồi, xe kia đi đâu có được đâu. À, đổi lại xe nào? Đổi lại xe này rồi hả? Là mua chỗ đó luôn hay mua chỗ nào? À, mua chỗ đó. Là mình đổi lấy xe mới. Đổi lấy mắc xe tiền hơn. Nó mắc hơn. À. Xe này tới 4 triệu 8. À chà. Xe kia 3,5 triệu. Xe xe kia bị sao? Lên dốc á, chỗ nó không nổi đâu. Với phần nữa là nó bị lắc, cái bánh lắc. À. À xe này nhìn cứng hơn đó nha. Nói chung ra là cái vàng dưới của nó là nó gung ghê hết rồi, giống như cái gân gộn rồi. À, là phụ thêm 1 triệu nữa, là phụ thêm có 500 nữa chứ nhiêu. Ổng mình 3,5 triệu đúng không? Ừ. 3,5 triệu mà cái xe này 3,8 triệu thì ổng cho hết 500 là mình phụ vô nhiêu nữa ta? Cho 500. 3,8 triệu hay 4,8 triệu? Cái xe này 4,8 triệu. À, cho 500. Cho 500 là phụ. 3. Phụ thêm 800 nữa. Ừ. À, thôi được rồi. Ổng cho thiếu. À, vậy cũng được. Đang thiếu à? Chị Ngân đang thiếu. Đang thiếu nợ 800. Sao mà làm quên nhanh dữ hả? Tốt làm gì ông giữ cái bằng lái lại đó. À, ông giữ tờ quẹt lại. À. Ừ, chừng nào có tiền rồi lên lấy tờ quẹt đi. Được, xe này. Xe nhìn nó cũng chắc chắn. Xe này cũng được. Chứ xe kia nó vung gai thế rồi. Ừ. Vì mà chạy lên cái dốc lại chút xíu rồi, thằng con chạy mẹ ở sau đẩy lên. Không. À, tại lái xe đó nó có vấn đề rồi đó. Ồ, xe này lốp em mới ghê trời. Bắn loạn luôn. Không cũng được. Thì bảo đi kiếm rồi ai mà biết được mấy bà kiếm như nào rồi giờ mua rồi thì người ta bảo trì bảo hành người ta đổi cho như vậy là cũng được. Chứ giờ mua chiếc xe kia về bỏ cái chống càm nó trời ơi xe về sao chạy trời bỏ cái chống càm cái lái thôi liều mạng đi ra hỏi nó có bắn thi cho nó thiếu không? Chắc thiếu ít nó cho. Mà thường thường chỗ mà bán xe là thiếu là nó giữ cái còi quẹt lại à. Nên là nó giữ còi quẹt lại nó cho mình thiếu 800 đó. Thì chừng nào có tiền đó rồi mình ra mình lấy còi quẹt còn đưa tiền đó. Rồi, ok. Để cái đó là từ từ đấy. Đó, ngon rồi đó cô chú anh chị. Alo, cao quẹt trái. Ô hô. MTV đã lên rồi nha cô chú anh chị ơi. Lên rồi, lên rồi. Có diện luôn. Bóc chiều luôn. Quá đẹp luôn. À, cái gì? Bóc chiều luôn. Có hình pháp không cỡ. Ở đây wifi quá trời, người ta phòng trọ anh dễ gì người ta cho. Thì nhờ mình cài TV thôi. Nhờ cài TV có luôn trong đó. Phát 4G cài chút xíu. Đây là hệ thống cài đặt. À. Rồi á. Đây là những cái đồ trong tủ lạnh lấy ra đây hả? Sữa bữa uống đang còn đây ha. Sữa này là cũng có chị Tin Trần gửi luôn cô chú anh chị nè. Thùng sữa Ensure. Làm tí nữa bà nội lại phải sắp xếp gọn gàng những cái vấn đề này. Đó. Anh đây lắp cái gì? Wi-Fi hả? À, Wi-Fi anh lắp luôn đi. Lắp vào phòng này cho người ta để người ta lấy Wi-Fi luôn nè. Ủa lâu giờ mình cài trước. Anh cứ cài đi thì cái này em làm chắc. Cái Wi-Fi này là của Viettel rồi. Là chương trình nó như thế nào anh? Gì rối lắm à. Là anh nói cho em để em được anh chọn này. Nghĩa là khách hàng xài cái gói có tivi không? Nếu mà có tivi là 230 một tháng là gói 150 mê.
Làm gì mà mắc dữ à? Sao không chơi có em thấy có cái gói nào đó 100 mấy chục ngàn, 180 ngàn á. 180 là không có tivi á. Không có tivi à? Là chỉ xài wifi. Là chỉ đúng xài rồi. Wifi điện thoại rồi thôi. Đúng rồi. À, 180 là không có cáp đúng không? Đúng rồi. Không, anh chỉ gắn cho em cái để mà tivi này xài wifi thôi, không cần phải cáp đâu. Là không xem truyền hình đâu. À, không xem truyền hình đâu. Vậy chỉ là cần cái gói 180 á là 6 tháng tặng 1 tháng. 6 tháng tặng 1 tháng. Có phí lắp là 300. Phí lắp 300. Là tổng cộng cái gói đó hết bao nhiêu? 380. 1.380.000. Xài 7 tháng. À, xài 7 tháng 1.380.000, hình như nay nó lên đúng không anh? Trước em gánh hình như có 1.2 triệu hay 1.000.000 mấy. Không, bình thường thì nó không có tính phí lắp đặt, nhưng mà 1 tháng 7 trở đi thì vì theo FPT và VNPT là thu phí lắp đặt là 300. À. Rồi, là 1.380.000 à? Không tính được 1.3 triệu tròn à? Không anh, tại vì giá đi xuống là vậy à. Đây em gánh thiện nguyện từ thiện cho họ nên là bớt được đồng nào hai đồng đó. Đúng không bà nội? Không, bà nội mà không bớt được thì phải gắn thôi chứ biết sao. Rồi anh tiến hành luôn đi. Dạ, thực hiện luôn. Đăng ký thì ai đăng ký thì cho em mượn cái căn cước. Căn cước của bà đã chuộc ra chưa hay là đang cầm vậy? Có. Ờ, lấy ra nhanh. Đó, là chuộc được căn cước rồi, bây giờ là người công dân của Việt Nam rồi. Tưởng đâu là đang bị lệnh truy nã rồi chứ. Đưa cho anh nhá, anh giải quyết, anh lắp mạng cho. Lắp luôn cái mạng vào đây để sử dụng TV này mình chỉ sử dụng wifi được rồi, cô chú anh chị không cần phải dùng cáp đâu. Truyền hình thì trên YouTube trên này kia có hết luôn rồi. Đâu cần phải sử dụng cái đó. Mất công tốn thêm 1 tháng hết mấy chục ngàn nữa. Hợp lý không anh Hiếu? Khỏi xài cái cáp đi ha. Coi wifi mạng điện thoại cũng bắt được, TV cũng bắt được, mình lên mình search chương trình mình coi thôi. Ví dụ như mà muốn lấy vợ 2 thì anh search là lấy vợ 2 cái nó nổi lên nó y chang như cái điện thoại á. Đúng không? À. Hình như là ông ra đây hay sao cô chú anh chị này. À, mà ông đang đi tìm nhà hay sao? Là ngày hôm nay là ba bên thợ luôn, một bên mạng, một bên điện máy xanh và một bên ga đến để giải quyết cái sự việc cho nhà bà nội. À không phải, chú này chú đi Hàn, không phải ga. Đây, kênh Lực Tàng đây của chú anh chị. Giờ đây tụi con giờ là mất mạng nha, mạng mất rồi đó. Rồi, để từ từ. Tại vì tao kia đốt qua điện thoại rồi em anh ơi. Rồi lát, mất mạng rồi ha. Rồi, để tí nữa em có mạng em sẽ mở lên cho cô chú anh chị coi. Lát qua đâu wifi nó kết nối rồi đó. YouTube này, Netflix, cái gì trong đây, từ từ mò cái remote này là ra hết rồi chú anh chị này. Trong đây hết, sử dụng thoải mái. Này nó sử dụng như điện thoại thôi. Bấm vào đây là muốn nói cái gì là nó nổi lên nè. Hai cái chân để bạn. Cái đó là không muốn bắt lên tường thì khi nào có cái bàn thì mình gắn vào cái đế của TV là mình đặt lên cái bàn. Mấy cái thùng này để giữ lại đúng không? Để mai mốt ví dụ bảo hành còn mang thùng đi đúng không? Giữ lại được, giữ lại đi. Có đựng đồ gì đựng không ấy gì đựng có đồ. À chương trình bảo hành trên hệ thống hết đây rồi. Bảo hành tự hết. Ừ. Một số thoại hết nha. Số của chị gì? Chị Phương đúng không? Phương. Số của chị Phương. Hóa đơn anh gửi hóa đơn. Thanh toán hết tiền rồi ha. Thanh toán hết tiền rồi ha. Ok. Hóa đơn hai cái hóa đơn. Còn có số chị Lê Thị Phương đúng không? Rồi. Ok. Tất cả hàng của điện xanh thì bảo hành một số thoại hết ha. Rồi. Có cái số tổng đài trên này đúng không? Hư cái nào là gọi số tổng đài đúng không? Hôm qua có cái phiếu kia. 1800105 nè. Rồi, ok. Tổng đài bảo hành của điện. Nó chứ dễ gì mà hư được mấy cái hàng này. Nói chung là điện tử mà đâu biết trước được đâu. Không. Tính bao xài tháng đầu mà. Mà tháng đầu đổi được. Đúng rồi, đổi được rồi. Cái này bảo hành năm hả? Như 24 tháng hay sao á? 2 năm hả? Còn tháng trong tháng đầu mà có lỗi gì mình rồi, được đổi mới. Giờ đây công trình cháu mưa tới rồi. Trong chiều hoặc là sáng mai. À tức là wifi Viettel là chiều nay. Trong vòng chiều nay. Chiều hoặc sáng mai. Chiều hoặc sáng mai hả? Đúng rồi. À, vậy cố gắng
À, nhanh nhanh mà khi lắp xong là tính tiền hay sao? Đúng rồi, lắp xong thì em sẽ ghi phí thu cho mình đàng hoàng. Rồi, ok anh. Dạ, tổng chi phí là 1.380.000 nhé. 1.380.000. Rồi, lắp. Cái này xài nguyên năm hay sao? 7 tháng. Quá 7 tháng là mình đóng 180.000 một tháng. Mạng á. Bà nội nhắm chừng đóng nổi không? Cũng phải làm đóng chứ sao con? À. Không có tiền đi lụm dây chai từng rồi nó con bắt mạng vậy. Không bắt mạng sao xài tivi? Không có thì bảo gì biết đi làm, à, đóng tiền phụ vô. Hồn ai nó giữ. Nói chứ đang còn 7 tháng nữa mà bà nội lo gì, cứ ấy đi. Đó, không có thì điện cho lực tàng đóng cho. À, cắm điện vô là xài thôi đúng không? Rồi ok. Ý là chỉnh cho trung bình thôi, đừng có. Đúng rồi, trung bình thôi. Hàng này là đâu có đồ ăn thức uống bao nhiêu đâu mà thả tẹt ra. Cái tủ lạnh này là bà nội là ví dụ như mua con cá về là bỏ con cá vô là nó chín luôn, không phải nấu nha. Cả cục thịt bò cũng vậy. Mua về bỏ vô trong vòng 30 phút sau là lấy ra ăn luôn, không phải nấu. Hàng xịn như vậy á. Tự nó nấu luôn hả? Tự nấu luôn. Đỡ tốn ga. Quan trọng nó chín hay không thôi. À, phòng trọ này tính ra khỏi cần chân đế đi bà nội ạ. Không cần chân đâu, tại cái phòng trọ mình khô khan sạch sẽ mà chân làm gì. Chân vô nó vướng thêm nữa. Nó có cái chân bên dưới nó tăng giảm rồi. Kê thì không ấy, mình kiếm cái gì đó bằng bằng đặt lên được, có gì đâu. Cái số của cô để số mà 4, 4, 5 rồi anh cứ đến đây anh điện đi rồi lắp đặt đi rồi người nhà người ta tính tiền cho mấy phiếu. Em báo kỹ thuật qua sẽ gọi cho cái số 445 đôi số của bà rồi. Ok rồi, cảm ơn anh nha. Đó, như vậy là hoàn thiện một bên mạng với lại một bên điện máy xanh rồi chú chị, còn một bên anh ga nữa đâu không biết. Anh ga sắp vô rồi. Anh ga đâu rồi? Ok anh, em lúc nha. Rồi cảm ơn anh em Điện Máy Xanh nha. À bên đâu có bán đàn ông mà ấy vợ ông à, bỏ vợ này kia không, bán cho em con à, bán cho em một ông thôi. Cái gì cũng bán hết. Bán hết à? À vậy tí nữa chị biết đi với em. Đi đâu? Ra Điện Máy Xanh. Đi kiếm chồng hả? À. Ông nào mà ông hư chị là hơi vui rồi luôn rồi. À. Bỏ luôn đi, bỏ sữa đồ vô trong đây nè, tí là cắm sau cho nó gọn cái giường nhanh yếu đi. À có cần phải mua cái bàn thờ để mà bắt lên đây không? À. Bắt lên tường á, cái bàn thờ có thể mình sẽ mua một cái bàn thờ bắt lên kệ cũng được, có gì đâu. Bắt lên tường này lúc nãy quên thì không mua, họ có khoan họ bắt luôn cho mình nhỉ, ngu quá. Rồi cái đó từ từ mua sau đi ha. Đặt cái bát nhang này lên bà nội ra thỉnh một ông Phật tổ Như Lai với một bà Quan Thế Âm Bồ Tát ở bên giống như chùa Châu Thới loại mà bự nhất á, về đặt lên thờ. Cái gì đó. Để con coi nào. Chà chà. Bóng thịt. Bà nội còn xài cái hàng còn sang hơn nhà con nữa rồi đó. Con xài tủ lạnh này nhiêu con? À tủ lạnh là 5.000.000. Lấy cái dĩa 600 mà cái bát hương lên người ta để con coi. Tủ lạnh này là 5.690.000. Là tính ra là 5.700.000 rồi đó. 5.700.000 cái tủ lạnh này á. À cái bếp ga là 1.850.000. Cái tivi là 4.590.000. Tivi này 4.590.000 cộng với lại 200.000 tiền khung đế bắt lên tường là tính ra là 4.600.000 là thành 4.800.000 nè. Tivi này nè. Đó. Như vậy là tổng ba cái món đồ là tivi, tủ lạnh với lại bếp ga là 12.330.000 rồi. Đó, còn bên phía cái mạng
là 1.380.000 cộng 1.380.000 và cộng bên phía ga thì chưa biết bao nhiêu, là cả nhà mạng vô nữa, tivi, tủ lạnh, bếp ga, nhà mạng là 13.710.000 rồi. 13.710.000 là 3-4 món đồ đấy chứ gì. Tủ lạnh, tivi, bếp ga và nhà mạng. Rồi còn ga nữa, ga đến thì chắc là khoảng vài trăm ngàn tiền ga với dây, không biết có đến triệu. Là tổng là cho là để hết. Mua cái sống chén ốc lên tôi rồi. Mua cái gì? Sống chén á. Sống chén là cái tí nữa bà nội ra chợ luôn. Đi con chở bà ra đó mua. Mua cái gì thì mua luôn đi. Ủa, em chết mẹ rồi, em có mang cái đồ khoan khoan cái lỗ dùm cho cái bếp ga quên mẹ nó rồi. Không không, bên em không có khoan đấy đâu. Bắt vòng lên cũng được, không 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 cần đâu. Anh em mới mua cái bếp ga mới, bây giờ em chưa có cái bộ dây ga luôn. Rồi anh coi anh lắp cho em một bộ. Bình ga thì rất là may là bên chị Bích chị có bình ga cũ cho nên là mình chỉ đổi ga mới thôi, nhưng mà chị đỡ tốn tiền. À. Gửi qua Nhật. Gửi cái này để tí em mang về em gửi qua Mỹ. Gửi qua bên cho anh hai. Anh hai tiếp nhận cái này nha, để em lấy máy bay riêng và em chở qua bên, nó mà lỡ có bay dọc đường ở ngoài biển khơi mà hết xăng thì nó rơi xuống biển thì mất luôn cả máy bay cả tủ lạnh vậy thôi. Cái này mua đem này vừa nấu nước cho nó nhỏ uống thôi. Thuốc dời hả? Mới đặt thứ. Con chắc con uống rồi chứ con quay anh Hiếu hồi nay thấy học con đau rồi, chắc có khả năng con bị phổi luôn rồi. Đem về nấu nước uống. Đưa ra nấu 3 lần. Thôi con ở đây rồi con làm con của bà nội luôn, bà nội nấu rồi bà nội chăm sóc con luôn đi, ở đây sướng hơn. Ở đây giờ đủ đồ rồi. Đăng ký ở đây với bà nội luôn, khỏi về. Bên phía gà đây. Dây nhợ đồng hoàng vô đây rồi. Để tí nữa xong xuôi hết rồi lúc tàn sẽ tổng cái thiệt hại của chị Tin Trần. Với lại em cũng xin phép chị thì, mua thì mua một lần luôn, tí nữa chạy ra chợ mua cho bà nội ít gạo, gạo mì luôn, cho bà về bà nấu ăn luôn. Với lại cái thùng, mua cái xô đựng gạo bà nội ha. Với lại một cái kệ để đựng chén bát ha. Kéo rồi. Mua luôn đi ha. Mua về đặt. Mua lấy mấy chục ký gạo về đặt nữa. Rồi một cái kệ đựng chén bát, một cái thùng đựng gạo. Với lại bà nội ăn mì hay ăn cháo? Đâu mì để nội mới đây nó được tập quá rồi. Thì cứ ra lấy lên thùng mì nữa luôn đi. Ý là mì Hảo Hảo ha. Bữa thấy bà nội ăn mì Hảo Hảo. Nói về là như vậy là con sắm hết rồi, còn thiếu cái gì nữa thì từ từ tiến tiếp. Đây. Cái bếp gà rất là bóng luôn. Lấy hàng màu đen nha cô chú anh chị này. Về là bà nội nấu là không có tính là mua bếp gà một, nhưng mà mình sử dụng vô bếp ga đôi cho bà nội nấu thoải mái luôn. Mai mốt ví dụ như Hiếu mà coi lấy vợ ai này kia thì tha hồ mà nấu. Bộ phụ kiện đó. Bếp ga. Bếp ga đẹp bà nội. Bếp ga bóng luôn ha. Mặt kính, bóng kính toàn phần luôn. Xinh hao. Rất là nhẹ luôn, đúng hàng xịn. Con thấy mấy cái quạt này là nguy hiểm quá nè. Là... không biết nguy hiểm không, mỗi lần nó mở lên nó lấy cái tay nó quật quật vậy cái nó mới chạy, còn không nó không chạy. Vậy là nó hư rồi, kẹp bạc rồi. Hay là mua lấy cái quạt treo tường đi anh Hiếu. Hả? Ý là bắt cái quạt treo tường. Rồi bà nằm đây nữa rồi quạt nó lỡ tối đạp một cái nó văng một cái nó quạt đứt tay đi. Dẹp cái quạt đó đi. Gắn cái quạt treo tường đó là được rồi. Rồi tí nữa, cái quạt treo tường không nhiêu tiền đấy, nó có hình như 200-300 ngàn gì à? Cái à, mất chút đi cái lột đi cho em mua cái sống chén cao mà có nắp đậy đó để khỏi bụi. Để phòng chân. Tí nữa chị cho bà ở nhà thì đi mua cho bà cái đựng chén bát này, với lại một cái thùng đựng gạo.
với lại mua gạo cho bà luôn về để bà đây gạo bà ăn. Gạo năm cô Thu này cũng được nè. Ừ. Còn bà Giáo Thảo thì mua của bà Bảy thùng. Mua cho bà lấy thùng về bà ăn ha. Mua thùng có 120 rồi cần thiết thì mua luôn cái quạt nữa đi. Quạt thì về anh Hiếu chắc tự bắt được đúng không? Bắt theo tường ha. À, về rồi bắt lên tường đây là kiếm cái sợi dây dài kéo lại đây cắm vô cái ổ điện này cái là được thôi. Cái đó thì rảnh rảnh ở nhà làm việc đó làm được nhẹ. Làm cái quạt treo tường đi để cái khúc này cho bà nội bà nằm bà ngủ. Rồi bếp ga chuẩn bị xong. Thấy nào vô mà để đem ra vô cũng cũng bị xiết cho kỹ coi bếp lúc người ta cái đây bị lỏng là nhiều khi lỏng chích 3 mũi 4 mũi vậy lỏng. Hả? Lạnh à? Lúc nhớ lúc quên. Đúng là nằm ban đêm bắt đầu ra nó xì vô mũi là hít vô là bắt đầu là đi luôn á. Cái này nó chưa lo gì. À. Đấy, gọn gàng chưa? Em đẹp chưa? Kẻ đục cái lỗ bên kia nữa nhưng nó không có lỗ thôi mình để vậy cũng được. Không vấn đề gì cả. Trong góc đó bà nội có thể để cái dây thoải mái. Chà. Bật nghe tanh 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 tanh. Đó, lửa xanh lè luôn. Bình ga này bà nội mà nấu hai mẹ con thì chắc mấy tháng cũng hết. À, chị Bích thấy bình ga về cái gì Bích chị sướng lắm rồi, đỡ tốn ga nha chị Bích. Tốn quá. Khôn ghê á. Nhà bếp ga mini không nấu, cứ chạy qua bên nhà chị Bích nấu. Đẹp luôn. Hàng xịn nhất rồi cũng chẳng đẹp. Màu đen đẹp, màu nó sáng. Nó có màu bạc, màu này kia nhưng con lấy màu đen đó. Không. Sai sẽ nên bức ra thôi, bức không, ra không có thích mấy cái màu kia. Mà bà chủ yếu là bà thích cái màu sạch nhất là màu đen. Ừ. Rồi nó đen quá rồi xài màu đen luôn cho nó tối. Đen đen. À bếp ga cũng đen. Tivi cũng đen. Tủ lạnh. Rồi tủ lạnh nó cũng đen luôn. Tí nữa đang mua cái quạt đen luôn nữa cho nó toàn màu đen luôn đi. Nay còn đen gì nữa. Đồ đạc màu đen nhưng mà cuộc đời bà đã sang trang mới rồi, đỏ rồi. Rồi tổng thiệt hại hết bao nhiêu nè anh? Sợi dây đó xài bền không? Cả cái dây đó đang bảo hành 2 năm, trong vòng 2 năm cũng có thể đổi mới. Bảo hành 2 năm. Chà. Sướng không? Mới, đẹp. Đi lên lấy cái vỏ ga. 360 tiền ga. Tiền ga 28.000 tiền dây van thôi. 640. À rồi. Để là ta sẽ tính tiền cho bên phía anh ga luôn. Dây với ga không là 640. Ga thì có ban khóa mà. 640. Ban lắp van tự động quá. Bà xài bà đỡ phải khóa. Không có khuyến mãi gì hả? Cái đấy là cái giá người ta khuyến mãi rồi đó, cái van tự động đó người ta khuyến mãi rồi đấy chứ chị. Đấy là ví dụ chị gắn nguyên cái dây không là 120.000 rồi. Nếu mà đây là nhà mình không có cái gì người ta gắn cả bộ nên là mình thì người ta giảm trực tiếp. Rồi anh cứ thối lại em 400 này. Em đưa cho 40 nữa. À, nếu như mà cả cái bình này bao nhiêu anh? Cái vỏ đấy người ta bắt cược 250. 250 à? À vậy. Mà chẳng có vỏ không? Vậy là bên tổng thiệt hại bên phía chị Bích là có cái bình là đỡ được 250. À. Vỏ người ta bắt cược 250 là không sai, nó giảm vỏ người ta. Cái này trả lại tiền thôi. Cộng 640. Rồi. Đây là tổng vị chi thiệt hại của bên phía chị Tiên Trần. Tính đến thời điểm ngày hôm nay thì là Tàn sẽ hạch thu lại cho bên phía chị để chị nắm bắt và bà nội với anh Hiếu ở đây luôn ha. Đó thì cái bếp ga sinh hao hãng ngon nhất là với 1.850.000 nè. Cộng với lại 5.690.000 là cái tủ lạnh Toshiba 190 lít hãng siêu tiết kiệm điện mới nhất này, cộng với một cái tivi, cộng với một cái tivi của hãng Sharp Nhật là 4.590.000, cộng với một cái giá đỡ treo tường 200.000 đó. Rồi bên phía mạng là 1.380.000.
tí nữa người ta sẽ đưa cho bà nội 1.380.000 để ngày mai mạ vô là người ta mắc xong là bà nội đóng nè. Rồi cộng với lại 640.000 tiền dây ga với lại bình ga. Thì tổng thiệt hại của chị là hết là 14.350.000 rồi nè. 14.350.000. Thì còn một số cái vấn đề nữa bên phía chị, em muốn mua thêm hỗ trợ cho bà, không mua thôi, mua cho đủ luôn đi. Là sẽ mua thêm cái kệ đựng chén bát với ít gạo, ít mì cho bà để bà ăn. Còn nếu mà cần thiết nữa thì em sẽ sắm thêm cho anh Hiếu cái quạt treo tường này đi, để bỏ mấy cái quạt này đi cho bà nội với có cái chỗ để bà nội nằm. Để cái quạt lớn này lại thôi, còn cái quạt nhỏ khi đem cất đi nó cũng hư rồi, với lại không có cái lồng, nên là mình nằm, bà nội nằm ở đây là sẽ rất là chặt chội, và nó đạp một cái lỡ hôm nay nó quẹt rồi bà nội hư mất chân, mất cẳng của bà nội đi nữa, đúng không? Đó. Rồi, như vậy là hoàn tất cái buổi ngày hôm nay mà Nữ Tàng cập nhật cho cô chú anh chị về những cái đồ đạc đạt tiêu chuẩn nhất. Bây giờ là cụ bà chính thức đổi đời và anh Hiếu chính thức là trở thành đại gia ở trong cái phòng trọ này. Khả năng là nhà đại gia giàu nhất trong cái khu dãy trọ này rồi còn gì. Bà nội đang làm gì đó? Hoa hè để thắp nhang cúng ha. Có rửa mấy cái này không? Đó, mua 100 thùng bia về, 10 cả cái xóm này về rửa đi, rửa đồ mới đi. Hiếu mà con biết uống bia rồi. Uống bia à? À. Nó đi làm mà nó còn sức khỏe thì nó chỉ có gặp nghề chút chút thôi, chứ bóp thì cũng gặp. Cái mai có mạng á, anh Hiếu chỉ cho bà nội sử dụng cái này nè. Muốn coi tivi thì cái bấm vào đây là coi thôi. YouTube rồi này kia đó, chủ yếu là cái nút YouTube kia thôi cả. À, đó, bấm vào đó rồi nói là muốn kênh nào, phim gì là nó ra rồi ok. Rồi đồ đạc là tí nữa đi mua cái kệ xong rồi về để bà nội gom lại cho nó gọn gàng đi rồi dọn lại phòng trọ ha. Đó thì ngày hôm nay là con đã thực hiện chính thức đổi đời, và không phải là cái số tiền để trích ra từ cái quỹ mà anh Hiếu đi mổ đâu. Đây là cái số tiền của chị Tin Trần, chị Tin Giáng Trần đó. Chị xuất hiện cái là gia đình mình có đầy đủ những cái món đồ như thế này. Thì con cũng đã thực hiện hoàn thành nhiệm vụ. Số tiền thì con cũng đã đọc rõ ràng rồi ha. Thì bà nội có đôi lời gì muốn gửi đến chị Tin Trần thì chị bà nội gửi đi. Tôi là mẹ của Hồ Trung Hiếu. Tôi gửi lời cảm ơn cô Tin Trần đã ủng hộ những đồ dùng ở trong gia đình cho mẹ con tôi. Tôi rất là cảm ơn cô. Chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ, em cũng cảm ơn chị đã giúp đỡ cho em mua ba cái đồ dụng cụ trong gia đình để cho em với mẹ em xài. Em cũng cảm ơn chị rất là nhiều. Em giờ thấy những đồ này em đi phụ hồ hay em làm cất cứ công chuyện gì, làm cả đời em sắm cũng không nổi, nên em xài toàn mấy đồ cũ không à. Nhờ có chị mới sắm được mấy cái đồ này chứ còn không thôi em sắm cũng không nổi nữa. Em rất là cảm ơn chị. Rồi thì cái này là cái công ơn của chị ấy, khi chị ấy thương mình như người em út, thương bà nội như thể là mẹ ha. Thì chị cũng đã xuất ra cái số tiền là không có tiếc, và mua những cái mặt hàng là toàn những cái mặt hàng chất lượng không, để cho bà nội với anh Hiếu sử dụng để có một cái cuộc sống tốt hơn. Thì cũng hy vọng rằng là trong thời gian sắp tới mà ca mổ thành công, rồi anh Hiếu khỏe mạnh đồ này kia lại á, thì mình sẽ cố gắng làm sao để trân quý những cái món đồ của những cô chú mạnh thường quân gửi về. Và mình sẽ cố gắng làm sao đó để mình làm một con người có ích cho xã hội anh Hiếu ha. Và mình cố gắng làm sao để mà làm cái công việc thực sự tốt, để kiếm được cái đồng tiền thực sự bằng chính mồ hôi công sức của mình, để có thể là phụ họa cho mẹ. Và biết đâu đó thì sau khi mà nó dư giả ra một chút xíu thì mình sẽ mở rộng vòng tay ra để mình trợ giúp những cái hoàn cảnh khó khăn giống như mình chẳng hạn. Đấy, cái đó cũng là một cái cách sống, cái lối sống đẹp ha. Ở đời mà ăn cỏ thì nhớ người trồng cây. Rồi bầu ơi thương lấy bí cùng tuy rằng khác giống nhưng chung một dạng. Thì mình phát huy cái tinh thần đó. Thì bà nội cũng nghĩ vậy đó. Giờ cầu xin để Hiếu nó uống thuốc, nó trị phổi nó cho đâu đó đàng hoàng. Rồi bác sĩ tư vấn là Hiếu lên ca mổ được, thì mổ đâu đó thành công rồi về nhà khi mà Hiếu có sức khỏe thì đi làm cái gì thì làm hồ hoặc làm cái gì làm, tự mồ hôi nước mắt mình đổ ra, mình đồng tiền đó mới xứng đáng với con người của mình. Rồi mình cũng hà tiện hà tặng thì chích ra chút đỉnh, thí dụ như đi dọc đường hay hoặc là có ai khổ hơn mình thì
dầu ít dầu nhiều thì mình giúp đỡ cho người ta, cái đó là cái điều của mình để mình làm công đức đó. Dạ, vậy thôi. Dạ rồi, vậy thì chúng ta lại tiếp tục đi trong cái clip tiếp theo, là Lực Tàn sẽ mua thêm một số cái vấn đề nữa, để rồi bao nhiêu tiền thì Lực Tàn sẽ tổng chi phí và Lực Tàn sẽ báo qua cho chị Thiên Trần để chị Thiên Trần nắm bắt ha. Từ cái giường này kia đây là cũng là do chị Thiên Trần chị hỗ trợ hết nè. Rồi tí nữa còn một số đồ nữa, ví dụ như quạt hay này kia thì con cũng sẽ mua luôn để hoàn thành cái nhiệm vụ. Rồi thì clip ngày hôm nay Lực Tàn cũng đã mang một cái niềm vui cực kỳ lớn đến khi đổi đời cho chính bà cụ và anh Hiếu rồi nha cô chú anh chị. Nói đổi đời thì nó hơi căng nhưng mà thực sự nó là như vậy đó cô chú anh chị. Thì trong suốt quá trình là mấy chục năm trời mà anh Hiếu anh lớn lên sinh ra thì cuộc đời bươn trải bươn ba khắp mọi mọi nẻo đường của mọi nơi của đất nước, và đi làm tất cả mọi cái công việc mới thực sự đang là từ bình hàn cho đến cao sang này kia anh ấy cũng đã từng trải, nhưng mà không có lấy một cái gì đó mà nó có dư để mà lận lưng để mà trợ giúp cho cái cuộc sống của mẹ già với mình. Nhưng đến ngày hôm nay khi mà tiếp cận kênh của Lực Tàn và được sự đồng hành của cô chú Mạnh Thường Quân, đặc biệt trong đó là có chị Tiên Trần, và đã có được cái số tiền để mà mổ cứu mạng mình là cái đầu tiên là bên cô chú cộng đồng hỗ trợ rồi, nhưng mà phía sau đó là chị Tiên Trần là chị hỗ trợ tiếp theo về cái cuộc sống tương lai, một cuộc sống cực kỳ tươi sáng và tốt đẹp. Lực Tàn cảm thấy rất là vui, mà có khi còn vui ngang bằng, cũng có thể là hơn luôn cả bên phía bà nội với anh Hiếu nữa cô chú anh chị. Và có lẽ rằng là tất cả cô chú anh chị, quý ông bà đang coi cái clip ngày hôm nay thì đây là một cái niềm vui cực kỳ lớn đến một cái nhân vật ở trên kênh của Lực Tàn. Những ai đang yêu mến Lực Tàn thì cảm thấy rất là hạnh phúc và tự hào, đúng không ạ? Lực Tàn cũng hy vọng rằng là cái tinh thần này sẽ tiếp tục được phát huy trên kênh của Lực Tàn để đi đến với những cái hoàn cảnh khó khăn bất hạnh khác như cô chú anh chị nha. Ở trong thời gian sắp tới anh Hiếu còn rất là nhiều những cái vấn đề để mà Lực Tàn phải cập nhật cho cô chú anh chị. Khi mà đã tham gia vào câu chuyện gì rồi thì phải cập nhật liên tục, cập nhật tới nơi tới chốn để không phụ lòng mong mỏi của cô chú Mạnh Thường Quân. Nên cô chú cứ yên tâm, và Lực Tàn sẽ liên tục cập nhật những thông tin tiếp theo trong clip tiếp theo để cho cô chú anh chị nắm bắt nhé. Thì đến đây cũng rất mong cô chú anh chị trong kênh theo dõi, nhớ nhấn cho Lực Tàn một cái like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ. Trong clip tiếp theo Lực Tàn có thông tin gì cập nhật nhanh chóng kịp thời cho cô chú anh chị nắm bắt nhé. Rồi, chúc cô chú anh chị có nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.